Hai điểm đánh rơi trước Viettel khiến Hoàng Anh Gia Lai bỏ lỡ cơ hội duy trì thành tích toàn thắng. Nhưng không sao, 4 điểm sau 2 vòng đấu đã là thành tích tốt nhất của đội bóng Phú Núi kể từ khi lứa Nguyễn Công Phượng, Lương Xuân Trường, Nguyễn Tuấn Anh lên chơi tại V-League. Những tín hiệu tích cực đã xuất hiện, cho thấy Hoàng Anh Gia Lai sẵn sàng với những thay đổi sau nửa thập kỷ 3 chìm 7 nổi đua trụ hạng. Cũng ở hàng đẫy mùa trước, Hoàng Anh Gia Lai từng thắng Viettel 3-0. Đó là một chiến thắng đẹp về tỷ số. Nhưng trong phòng họp báo, huấn luyện viên Lee Tae-hoon đã khẳng định tư duy chơi bóng của cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai cần phải thay đổi. Phát biểu ấy được đưa ra khi Hoàng Anh Gia Lai đang trong chuỗi bất bại. Nhưng từ khi ông Lee chuyển sang vai trò giám đốc kỹ thuật lên làm huấn luyện viên trưởng thay Dương Minh Linh, sự chê bai ngầm của chiến lược gia người Hàn Quốc có thể là người đả kích với Bầu Đức, người luôn tự hào với tư duy chơi bóng văn minh, sạch sẽ và tận hiến của lứa trẻ Hoàng Anh Gia Lai. Ông Lee chê không sai, trước khi có bàn mở tỷ số của Vũ Văn Thành, hàng Hoàng Anh Gia Lai không nhiều lần sai sót. Cú sút xa của Đinh Thanh Bình, quả bóng cận thành của Nguyễn Hoàng Đức hay một pha lốp bóng chạm xà trước đó của cầu thủ Viettel khiến Hoàng Anh Gia Lai suýt nhận bàn thua. Chiến thắng 3-0 hôm đó cho thấy Hoàng Anh Gia Lai thực sự không vừa trội. Đó là chiến thắng đơn thuần về mặt tỷ số khi vận may quay lưng với đối thủ. Huấn luyện viên Lee Tae-hoon không sợ mất lòng. Ông là huấn luyện viên đầu tiên của Hoàng Anh Gia Lai thẳng thắn nhận xét cầu thủ trước báo giới. Lee còn nói học trò quá hiền và có tố chất trụ hạng, nhưng mất lòng trước được lòng sau. Sự thật là lứa Hoàng Anh Gia Lai có tư duy chơi bóng tiến bộ và nền tảng kỹ thuật đáng mơ ước. Trong mà U19, U23 và tuyển quốc gia, những Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng hay Văn Thanh, Nguyễn Văn Toàn đều thể hiện tốt. Song cứ về câu lạc bộ, gian cầu thủ này lại chệch chật. Hoàng Anh Gia Lai có bệnh và huấn luyện viên Lee Tae-hoon đã tạo ra được cơ hội bắt bệnh khi là chiến lược gia người nước ngoài đầu tiên kể từ năm 2015 mà Bầu Đức trao sa bàn trong hai mùa giải khác nhau. Trong 3 huấn luyện viên Hàn Quốc đang làm việc ở Việt Nam, Lee Tae-hoon ít được chú ý hơn Park Hang-seo và Chung Hae-song cả về tiếng tăm và thành tích. Dù vậy, khi chỉ số kỳ vọng đã giảm sau 5 mùa không thành công, Hoàng Anh Gia Lai đang có tiền đề phù hợp để Lee Tae-hoon thực hiện cách mạng. Cả ông Park Hang-seo và Chung Hae-song đều gây dựng nền tảng cho đội bóng của mình từ hàng phòng ngự. Huấn luyện viên Park Hang-seo nhận ra hai trung vệ Việt Nam khó có cự ly và khả năng chống chịu sức ép, lập tức chuyển về sơ đồ 3 trung vệ. Huấn luyện viên Chung Hae-song giúp câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh định hình bản sắc phòng ngự phản công, lấy kết quả làm đầu. Sự thực dụng và khoa học cũng là kim chỉ nam để ông Lee tái cơ cấu Hoàng Anh Gia Lai. Tân binh đầu tiên là Dabi Memomic, một trung vệ. Ohamize Kani, ngoại binh thứ hai của Hoàng Anh Gia Lai, là một tiền vệ phòng ngự. Trận gặp Viettel là lần hiếm hoi Hoàng Anh Gia Lai ra sân với hai cầu thủ ngoại mang thiên hướng phòng ngự, trong khi đa số đội V-League dồn tây cho tuyến trên. Cách tận dụng nguồn lực ngoại binh Hoàng Anh Gia Lai cho thấy thay đổi trong suy nghĩ. Sau 5 năm đánh bạc với hậu vệ nội hoặc một ngoại binh kém, cuối cùng Hoàng Anh Gia Lai cũng đã có hàng thủ được đầu tư kỹ lưỡng. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, huấn luyện viên Lee Tae-hoon gỡ bỏ nốt rào cản trong tư duy đá đẹp của các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai. Hai trận gặp Than Quảng Ninh và Viettel cho thấy đội bóng Phú Núi sẵn sàng phòng ngự với đủ 11 người ở phần sân nhà. Những tiền vệ như Tuấn Anh, Triệu Việt Hưng lùi sâu làm bóng, còn Văn Toàn, Chevron Watt đuổi bắt gây sức ép từ xa. Thay vì tấn công dàn trải, huấn luyện viên của Hoàng Anh Gia Lai Lee Tae-hoon biết tăng tốc ở những thời điểm nhạy cảm như hai bàn thắng của Việt Hưng và Watt được ghi ở hiệp 1 hay Nguyễn Văn Anh ở cuối hiệp 2. Pha lập công của Châu Ngọc Quang trong trận ra quân đến từ tình huống trừng phạt sai lầm. Hoàng Anh Gia Lai không còn ngây thơ, ngược lại, đội bóng Phú Núi sẵn sàng lùi xuống, chờ đợi sơ sẩy và ra đòn như mãnh thú săn mồi. Tất nhiên, Hoàng Anh Gia Lai cần thêm thời gian hoàn thiện diện mạo mới. Trước Viettel, đội bóng của Lee Tae-hoon sụp đổ trong 10 phút khi cầu thủ nghĩ tới việc bảo toàn tỷ số và lùi quá sâu. Tuy nhiên, tư duy ấy cũng hàm chứa một số tiến bộ. Một năm chiến đấu với chấn thương của anh diễn ra như thế nào? Trong lúc điều trị chấn thương đứt dây chằng, tinh thần rất quan trọng. Nếu bi quan, mọi việc sẽ rất khó khăn. Tôi đã trải qua từ khủng hoảng tới vui vẻ chấp nhận. Tôi vẫn nhớ như in đó là một trận đấu tập của Sông Lam Nghệ An, chuẩn bị cho vòng 14 V-League 2019 đấu đầu Hoàng Anh Gia Lai. Tôi chơi hơn 80 phút thi đấu thì chấn thương. Một pha ngoặt bóng đơn giản, không va chạm với ai cả, nhưng tôi bị đứt luôn dây chằng. Tôi một mình lên Hà Nội, đến phòng khám ở Trần Bình Trọng. Lúc đó là tầm gần trưa, bác sĩ thông báo tôi bị đứt dây chằng, phải mổ. Tôi như đứng hình.
Tự nhiên nước mắt cứ thế chảy ra. Lúc đó tôi chẳng biết tâm sự với ai, chỉ biết gọi điện về cho bố mẹ nói được một câu: con phải mổ, là khóc. Mọi chuyện thật kinh hoàng, tôi sợ mình không bao giờ chơi bóng đỉnh cao trở lại được nữa. Nhưng rồi bố mẹ giúp tôi lấy lại cân bằng. Bố mẹ bảo tình hình đã vậy phải chấp nhận. Bố mẹ đã nhất định tôi phải sang Singapore mổ cho tốt, nếu câu lạc bộ không chi họ sẽ vay mượn. Sau chuyến mổ Singapore về, đi lại di chuyển rất khó khăn khiến tôi cũng buồn. Nhưng rồi cũng may khi tôi tập hồi phục ở PVF, Đình Trọng cũng đau và tập cùng. Hai anh em ở cùng một phòng động viên nhau cho đỡ buồn. Nếu tôi ở một mình thui thủi thì kinh lắm. Mỗi khi xem đội đá V-League hay đội tuyển thi đấu chúng tôi cũng thèm đá. Tôi may mắn có bác sĩ tốt điều trị rồi sức trẻ nữa nên hồi phục rất tốt. Nhưng giờ trước khi các buổi tập của đội tôi phải đi sớm hơn, vào phòng tập đá tạ khoảng 15 phút để giúp chân cứng hơn. Tập tốt và được đá lại tôi vui, nhưng ai trong hoàn cảnh mới hiểu được. Hoàng Anh Gia Lai thủng lưới vì quá cầu toàn trong việc giữ thành quả. Họ mới học những chương đầu trong cuốn sách dạy phòng ngự phản công và có thể chưa thuộc bài. Họ chưa biết điều tiết thời điểm lên xuống, công thủ hợp lý. Điều quan trọng là huấn luyện viên Lê Tê Huồn đã thay đổi được tư duy cầu thủ. Họ không còn là đội bóng tấn công bằng mọi giá mà đang trở thành đội bóng chiến thắng bằng mọi giá. Dù đôi khi cái giá là từ bỏ quyền kiểm soát, từ bỏ bóng đá đẹp, những giá trị từng định hình nên con người họ. Huấn luyện viên Lê Tê Huồn cần thời gian để xây dựng Hoàng Anh Gia Lai của riêng ông. Bởi khác với Trung Hay Song, nắm trong tay đội quân chưa bị ốp và khuôn mẫu chơi bóng ở câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Lê Tê Huồn sẽ phải uốn lại những thân cây đã được nuôi dưỡng quá lâu bằng một phương pháp chưa chuẩn mực. Hành trình của Lee tại Hoàng Anh Gia Lai còn nhiều gian nan, nhưng nếu được trao cơ hội dài hạn, ông thầy người Hàn Quốc đủ khả năng làm nên chuyện như hai người đồng hương ở Việt Nam. Vân Đức đánh giá thế nào về màn tái xuất ở V-League của bản thân sau một năm phải rời xa sân cỏ với đứt dây chằng? Nghỉ 4 năm rồi trở lại thi đấu tạo cảm giác rất khó khăn. Thêm vào đó truyền thông gây chú ý, người hâm mộ kỳ vọng nên tôi cũng chịu nhiều áp lực. Tuy nhiên, chân tôi giờ hoàn toàn ổn, nhưng thể lực còn hơi yếu. Do nghỉ thi đấu lâu, tôi chưa thể đá trọn vẹn 90 phút. Dù vậy, điều quan trọng là tôi được đá bóng trở lại. Trước trận đấu với Sài Gòn ở vòng 1 V-League 2020, huấn luyện viên Ngô Quang Trường nói sẽ sử dụng tôi ở hiệp 2, đá khoảng 20-30 phút. Thầy bảo tôi cứ thoải mái thi đấu nhưng cố gắng tránh va chạm. Lúc sắp được tung vào sân thay người, tôi có cảm giác lạ, vừa háo hức, vừa hứng thú, vừa lo sợ. Nhưng cảm giác ấy chỉ kéo dài vài chục giây. Vào sân, tôi bị hút theo quả bóng, mọi lo nghĩ như tan biến. Ở trận thứ hai gặp Bình Dương, tôi được đá ngay từ đầu. Đó là trận đấu khó khăn. Hậu vệ Tấn Tài gần như bỏ tham gia tấn công, dồn sức lo chăm sóc tôi nên rất khó đá. Tôi không thể hiện được nhiều, nhưng may mắn có bàn thắng. Đó là một pha đá phạt. Tôi di chuyển trong vòng cấm và thấy bóng thì đánh đầu thôi. Số tôi hay lắm, nhưng những pha phạt góc hay đá phạt, tôi chạy cắt mặt đối phương và rất hay có bóng. Hơn một năm tôi mới lại ghi bàn tại V-League, niềm vui rất khó tả, nó sẽ là động lực cho tôi. Huấn luyện viên Park nói gì về anh trong suốt thời gian điều trị chấn thương? Thầy hay gọi cho tôi, hỏi tập luyện thế nào, thi đấu được chưa? Thầy tâm lý tình cảm và hài hước. Tôi chưa thấy huấn luyện viên đội tuyển quốc gia nào mà vào phòng cầu thủ, nhảy lên giường ngủ ngon lành. Nhưng trên sân, thầy cực nghiêm túc và công bằng, ai tập luyện thể hiện tốt sẽ được cho đá. Thế nên, dù được thầy quan tâm, tôi cũng không dám chắc mình sẽ được gọi. Điều quan trọng là phải nỗ lực, thể hiện mình thật tốt khi ra đá cho câu lạc bộ để được thầy chấm. Vì sao anh lại bỏ bóng vào bụng để ăn mừng trong bàn thắng ở trận hạ Bình Dương 1-0 tại vòng 2 V-League 2020? Vợ tôi cũng bảo được gần 4 tháng rồi, cô ấy giờ vẫn thường xuyên theo dõi tôi đá bóng, lo lắng tôi sẽ bị chấn thương. Tôi về nhà luôn phải động viên cô ấy rằng, em cứ yên tâm không sao, giờ anh biết né. Tôi là người đàn ông đã có gia đình, mọi chuyện sẽ rất khác. Lúc này, tôi chỉ mong dịch Covid-19 nhanh qua để được V-League đá lại.